do Văn Trường và Quốc Việt rất ăn ý trong màu áo U20 Việt Nam. Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường đang là hai cầu thủ góp công rất lớn giúp U20 Việt Nam giành trọn 6 điểm sau 2 trận và đứng nhất bảng B tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Một ngày sau trận thắng Qatar, cầu thủ U20 Việt Nam được ban huấn luyện thưởng quà, đó là sử dụng điện thoại di động. Trang cá nhân của những Cao Văn Bình, Quốc Văn Khang, Nguyễn Văn Trường. Sáng đèn, họ có thể liên lạc về nhà với người thân, đồng thời nhận những lời chúc mừng và động viên từ người hâm mộ và bạn bè. Đây có lẽ là một liệu pháp tâm lý mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tinh tế áp dụng với các chàng trai độ tuổi 18-20. Quốc Việt là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất, có người còn đùa rằng, sau 2 trận U20 Việt Nam thắng U20 Úc và Qatar, ai tên Quốc Việt sẽ được đổ xăng miễn phí. Câu nói thể hiện tình cảm người hâm mộ dành cho tiền đạo mang áo số 14 của U20 Việt Nam. Quốc Việt sảng khoái trên sân tập, bên cạnh người đồng đội thân thiết Văn Trường. Cả hai thân nhau từ thời còn đá cho U11, U13 Hải Dương. Thuộc về những ngã trẻ khác nhau, Trường thuộc biên chế tuyến trẻ Hà Nội trong khi Việt tập ở Viettel, Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMJ, Học viện Nutifood JMJ và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cả hai vẫn giữ tình bạn đẹp. Việt và Trường được bố trí ở chung phòng khách sạn trong những ngày U20 Việt Nam lưu trú tại Fergana, Uzbekistan. Một thành viên của đội tuyển chia sẻ, hai anh chàng hợp nhau lắm, lúc nào cũng thấy vui vẻ thân thiết với nhau. Thân thiết với nhau ngoài cuộc sống có lẽ là chất xúc tác không nhỏ để tiền vệ Văn Trường và tiền đạo Quốc Việt cực kỳ ăn ý trên sân. Ở trận gần nhất, Trường phất một đường chuyền như đặt, lực vừa đủ để Việt dùng tốc độ băng xuống trống trải, rồi dứt điểm tung lưới U20 Qatar, mở tỷ số 1-0. Trước đó, trong trận ra quân, cũng chính Văn Trường là người phát động tấn công, trung gian qua Văn Khang và người dứt điểm là Quốc Việt. Văn Trường vui vẻ nhận xét, chúng tôi quen nhau từ nhỏ và thi đấu cũng gần vị trí nên rất hợp ý nhau. Nếu chê một điều ở Quốc Việt thì đó là nụ cười. Cậu ấy cười xấu trai quá. Ha ha. Về tình hình tập luyện của U20 Việt Nam, vào 17 giờ, giờ Uzbekistan, tức là 19 giờ, giờ Việt Nam, chiều ngày 5 tháng 3, chỉ có Hồ Văn Cường tập riêng do chấn thương nhẹ. Hồng Phúc chảy máu một chút ở miệng khi bị cầu thủ U20 Qatar kín đáo đánh chỏ. Phúc cho biết, tôi đau một chút nhưng không sao, vẫn ổn thôi. Tình huống đó cho thấy cầu thủ đối phương mất bình tĩnh, thậm chí là có thể gài thẻ cầu thủ ấy. Chiến thắng mới là quan trọng nhất, chuyện va chạm trên sân cũng bình thường thôi. Thời gian chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp Iran không còn nhiều, phải quên ngay trận thắng Qatar và tập trung cho trận gặp Iran, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định như vậy. Khi tấm vé đi tiếp vào tứ kết vẫn còn chưa chắc chắn trong tay, thì toàn đội càng phải nghiêm túc và kỹ càng chuẩn bị phương án giành điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.